Danh sách những chị đẹp sẽ tham gia đạp gió bản Trung Quốc 2024 mới đây bất ngờ được cư dân mạng xứ Trung lan truyền khiến nhiều người chú ý. Theo đó, ba nghệ sĩ Việt có tên trong danh sách này sẽ thi tài cùng Yuna, SNSD, Angela Baby. Đạp gió, tên khác Tỷ tỷ đạp gió dễ sóng, là một chương trình truyền hình thực tế khá ăn khách của Trung Quốc do Mango TV phát hành năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 30 nữ nghệ sĩ đã ra mắt 30 tuổi trở lên thông qua huấn luyện và thi đấu khép kín, cuối cùng do người xem bỏ phiếu chọn 11 nữ nghệ sĩ tạo thành nhóm nhạc nữ hoàn toàn mới. Đạp gió 2023 từng gây chú ý với netizen Việt với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Chipu. Trong đêm chung kết, Chipu đã xuất sắc đạt vị trí thứ 6, thành công có tên trong đội hình debut cùng 10 tỷ tỷ khác bao gồm Ella, Center, Amber, Maria, Tạ Na, Chu Châu, Lưu Tích Quân, Alin, Lưu Tịnh San, Cung Lâm Na, Giả Tịnh Văn. Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền tin đồn những chị đẹp sẽ góp mặt trong chương trình đạp gió 2024. Đáng chú ý, trong danh sách nghi vấn này xuất hiện đến ba nghệ sĩ Việt là Min, Sunny Hạ Linh và Diễm My 9X. Theo trang QQ đăng tải, ngoài những nghệ sĩ Trung Quốc, đạp gió mùa 5 sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế tương tự như mùa 4. Đại diện đến từ Hàn Quốc được mời là Yuna, SNSD, đại diện đến từ Việt Nam là Sunny Hạ Linh và Diễm My 9X. Trên Weibo, một blogger người Trung Quốc còn tung thêm tin đồn Min cũng tham gia chương trình năm nay. Liên hệ với phía Sunny Hạ Linh và Diễm My 9X để hỏi về những lời đồn trên mạng xã hội xoay quanh việc tham gia đạp gió 2024 ở Trung Quốc. Đại diện hai nghệ sĩ đều chia sẻ với chúng tôi rằng chưa nắm được những thông tin trên. Về phía Min, nữ ca sĩ vẫn chưa đưa ra phản hồi. Trang QQ cho biết Angela Baby đã ký hợp đồng tham gia đạp gió mùa 5 sau thời gian bị cấm sóng vì xem Lisa Blackpink biểu diễn ở bar thoát y tại Pháp. Sau khi được gỡ phong sát, nữ diễn viên sinh năm 1989 sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Nguồn tin cho biết, nhà sản xuất đã liên hệ với hơn 20 chị đẹp trong showbiz. Ngoài Angela Baby, còn có những cái tên như Đường Nghệ Hân, Hình Phi, Ứng Thể Nhi, Từ Lộ, Trần Tuệ Lâm. Đa số minh tinh được mời đều đồng ý tham gia tranh tài. Đến hiện tại, thông tin về dàn cast tranh tài trong show đạp gió 2024 vẫn chỉ là tin đồn, chưa được phía nhà đài Hồ Nam xác nhận. Thời điểm đạp gió 2023 kết thúc không lâu, từng có tin đồn Hoàng Thùy Linh sẽ là nghệ sĩ Việt tiếp theo nối gót Chipu tham gia mùa tiếp theo. Dù vậy, nhiều netizen cho rằng điều này khó có thể xảy ra. Về phía Hoàng Thùy Linh, cô được netizen xứ Trung biết đến với tư cách là chủ nhân của bản siêu hit đình đám, si tình viral trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa bao giờ lên tiếng về việc trung tiến. Sau khi giành được suất debut ở vị trí thứ 6 trong đội hình chiến thắng Trung Quốc tại show giải trí Tỷ tỷ đạp gió dậy sóng ở Trung Quốc, Chipu ngày càng đắt show và tạo ấn tượng tốt với khán giả xứ tỷ dân. Từ một nữ ca sĩ bị khán giả nghi ngờ thực lực, cuối cùng có cú lội ngược dòng, được đông đảo công chúng yêu mến và ủng hộ. Cô liên tục góp mặt ở những chương trình truyền hình thực tế tại xứ tỷ dân Xin Chào Thứ Bảy, A Delicious Guest, Gia Tốc Đoàn Viên. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia biểu diễn tại các đại nhạc hội lớn tại Trung Quốc như Timor, Asian Joy Music Festival 2023, AYMF, Đại nhạc hội Thanh niên Châu Á, Gala đón giao thừa và chào năm mới 2024 của Đài Hồ Nam. Không chỉ vậy, Chipu cũng nhận về đề cử danh hiệu Vi Quang Vinh Diệu, nghệ sĩ nổi bật nhất của năm tại đêm hội tầm nhìn Weibo, Weibo TV and Internet Video Summit 2023.